Đây ghe tàu chuẩn bị qua cống ngăn mặn nha các bạn. Mời các bạn hãy cùng xem nha, sửa soạn mở đập nha các bạn ơi. Thì các anh đầu tiếp phương tiện á, người ta đang thông báo để cho ghe thuyền chuẩn bị. Những cái vỏ nhỏ sẽ được đi trước rồi tới ghe cây rồi tới ghe sắt nha các bạn. Mời các bạn cùng xem nha. Chưa cho đi nhưng có một số phương tiện dự định muốn qua trước nha các bạn. Chưa cho đi nhưng ông lão này đã chạy luôn. Chưa có hiệu lệnh đi nhưng người ta đã muốn chạy ra nha các bạn. Làm như vậy rất là nguy hiểm khi có mực nước đổ từ trên xuống rất là nhanh lớn. Đây người ta đang thòng cái cọng dây xuống để cản mà. Ok các bạn.
ra sao nó mất ghe trước nhất thì tôi nha bạn. Cái cống nước chảy rất lớn, ghe chen nhau qua rất là nguy hiểm nha các bạn.